Mình xin phép mình ghi lại cái buổi học đó. Thạnh mới vô ha. Em lọc bài cho thầy mấy bố mình ghi thành ghi vô từ mấy đáp án vô tờ giấy em nộp cho thầy dễ chấm. Thầy chấm xong rồi thầy đánh dấu câu sai luôn trong tờ giấy đó, thấy không? Nhớ như là bây giờ thầy giải cái câu số 1 câu số 1. Cái này đi. Lớn lên, chiếu cỡ lớn lên chút. Em thấy rõ hết chưa? Câu số 1 thì nhìn vô đồ thị mình thấy là nó có đỉnh nó vô lên chỗ này nè. Yeah, chỗ này nó vô lên cái nè. Ở chỗ này là nó xuống thấp nè. Đó thì hỏi hàm số đó có bao nhiêu điểm cực trị? Vậy thì điểm cực trị của nó là ít bằng 0 với 1 không? Có 2 điểm cực trị. À. Câu số 2. Cái này là nó hỏi có bao nhiêu điểm trong 4 điểm sau đây thuộc cái mặt phẳng, thuộc cái mặt phẳng này. Phẳng này thế tọa độ 4 điểm vô thôi, thấy không? Thì cách nhanh nhất là bấm máy đi. Từ cái máy tính của mình đó là mình sẽ nhập cái phương trình này vô nè. X cộng y rồi cộng cho 3z cộng 3z trừ 6 rồi bấm định con. Đầu tiên mình thử coi tọa độ điểm A nó phụ hay không. Đó, là x bằng trừ 2 nè, y bằng trừ 1. Có bị câu lỗi y bằng trừ 1, x bằng trừ 2, y bằng trừ 1, y bằng trừ 1, và z thì bằng mình thấy bằng 3, để như bằng không không, vậy là điểm A thuộc nè, A thuộc. Rồi tiếp theo mình thử điểm B, điểm B thì x bằng 2, y bằng 3, và rất là nó không thuộc gạch. Điểm C, điểm C là x1 y bằng 2 rồi rất bằng 3 nên cũng không thuộc luôn, gạch bỏ luôn. Điểm D, điểm D thì x bằng 24 y bằng 1 và rất bằng 3 không, con này thuộc nha. Vậy thì này hỏi có bao nhiêu điểm thuộc, vậy thì điểm A với điểm D nè, chọn đáp D. Rồi câu số 3. Câu số 3 thì nó hỏi là thể tích của khối trụ có chu vi đáy là 2 pi a. Thì mình có chu vi đáy á, C nó bằng 2 pi r mà nó bằng là 4 4 pi a, 4 pi a. Vậy thì chỗ này mình cân bằng hai cái nè. Chia hai giới cho hai hai bi ha, chia hai giới cho hai bi thì đây nó còn hai, chia hai giới cho hai hai bi thì suy ra r mấy không, r bằng 2a. Vậy thì mình tính thể tích nó sẽ bằng cái gì, bi r phương nhân cho h. Đó, bi 4a bình, tại vì 2a bình phương là 4a bình h a thì bằng 4a mũ 3, 4a mũ 3 pi. Câu C. Câu số 4 thì tính tích phân nữa các em, tính tích phân 4. Tích phân này là bằng 2. Như vậy thì 3 lần tích phân này, cái số 3 này đem ngoài được nè. 3 x 2 là 6. Ok, câu A. Còn câu 5. Câu 5 thì Dạng đồ thị đây, dạng chữ M các em, dạng đồ thị đây là hàm trùng phương rồi, chắc chắn là đã hàm trùng phương.
M dạng chữ M thì chị A âm. A âm thì mình thấy là nó có hai cái phương án A với gì đây, A với D. Nhưng mà bây giờ em thấy nè, em thấy cái chỗ này không? Chỗ này là nó đi qua điểm nào? Không không. Đúng chưa? Đi qua điểm không không. Cho nên là cho x bằng không thì y bằng không đó. Chỗ này là cho x bằng không y bằng một, cho nên loại với đáp án D luôn. 5A. Tới câu 6 thì câu 6 là yêu cầu tìm vectơ chỉ phương. Thì ở đây từ từ cái này mình suy ra cái u nó bằng cái gì em? U nó bằng 1 2 trừ 3 hoặc là vectơ cùng phương với nó, nhưng mà quan sát ở đây không có cái nào 1 2 trừ 3 hết. Vì mình sẽ xét cái cùng phương với nó không? Cùng phương với nó, ví dụ như chỗ này là âm 2 nè, âm 2 thì có nghĩa là chỗ này mình nâng lên âm 2 lần đúng không? Âm 2 lần thì cái này là âm 4, vì điện này không phải. Thì chỗ này nếu mà là sửa thành âm 1 thì cái này đổi dấu hết nè, phải nhân trừ 1 vô. Thì đáp án B. Thì cái này rõ ràng nó cùng phương với này nè. Vector A này với vector U này là vector U. Vector A này là bằng âm 1 nhân vector U. Cho nên là vector A này với vector U là cùng phương. Thấy không? Thì nếu mà trong một cái đường thẳng mà mình tìm được một vector chỉ phương rồi đó, thì mọi cái vector khác vector không mà nó cùng phương với vector đó là nó cũng là vector chỉ phương của đường thẳng luôn. À. Đó là câu 6, chọn đáp án B. À, câu 7 là nó hỏi hàm số đồng biến trên khoảng nào. Thì từ cái đồ thị này đó, em thấy là cái đồ thị nó đi lên từ cái điểm này lên đúng không? Và điểm này có hoành độ là nhiêu? Một nè. Và đi lên tới điểm này có hoành độ là 3, vì từ đây suy ra là hàm số đồng biến trên khoảng 1,3. Mà cái khoảng 1,3 này là nó chứa cái khoảng 2,3 đúng không? Cái khoảng 2,3 này nó nằm trong khoảng 1,3 nè, cho nên đáp án C. 7C. Rồi câu 8. Câu 8 thì nó cũng là tìm vectơ chỉ phương của đường thẳng AB nha. Vectơ chỉ phương của đường thẳng AB là cái gì? Là đầu tiên mình lập vectơ AB ra, vectơ AB ra là 3 trừ 1 còn 2. 2 trừ cho trừ 2 rồi 4 trừ 8. Vậy là Vậy là vectơ chỉ phương của nó là cái gì? vectơ chỉ phương của nó là 2 4 trừ 8 hoặc là vectơ cùng phương với nó. Cùng phương nó mình xét theo kiểu này nè. Đầu tiên mình xét cái này phải không? Thì cái này là trừ 1 đúng không? Trừ 1. Vậy thì chỗ này mình phải chia cho trừ 2. Mà chia trừ 2 thì chỗ này cũng chia trừ 2 thì nó ra nhiêu? Âm 2. Chỗ này ra 2. Vậy loại cái này. Rồi nếu mà mình xét phương án B thì chỗ này x bằng 2, chỗ này là x bằng 1 phải không? Đấy, thì chỗ này mình phải chia cho 2 nè. Ở đây mình lấy cái này mình chia cho 2. Mà cái này chia cho 2 nữa thì nó ra cái gì? Là bằng 2, còn cái này nó ra âm 2, vậy loại phương án B luôn nè. Tới phương án C thì chỗ này mình cũng chia cho 2 thì nó ra 1, cái này chia cho 2 thì nó ra 2, cái này chia cho 2 thì nó ra âm 4. À, vậy này đó C. Còn C này nó cái vectơ U này nó cùng phương với vectơ AB cho nên nó cũng là vectơ chỉ phương với đường thẳng AB. Tiếp theo là câu 9 là cấp số cộng đó. Công sai. Công sai thì cái mình nhớ là U2 thì nó bằng U1 cộng D đúng không? Mà U2 là 6, 6 bằng 2 cộng cho gì? Cộng cho D gì suy ra D bằng 4. À, D bằng 4 là đáp án D. Câu 9D. Rồi. Hơi nhanh không? Hơi nhanh không đây? Hơi nhanh không? Có nhanh lắm không? Thầy dạy, thầy giải thì thấy nhanh không? Rồi câu số 10 cái này lấy z1 trừ z2 là phần thật trừ phần thật các em, phần thật trừ phần thật là lấy 2 trừ cho trừ 3 là 5. Mình coi có đâu nào có phần thật là 5 chọn đó thôi. Chừng nào mà chọn mà nó có nhiều kết quả phần thật giống như trên đây thì mình sẽ chọn tiếp phần ảo. Tính tiếp phần ảo thôi. 10A ha. 10A. Rồi giờ mình coi con 11 rồi. Hàm số Hàm số nào trong các hàm số đây không là nguyên hàm? thì mình đầu tiên mình tính nguyên hàm của thằng này trước đi. Nguyên hàm của nó là cái gì? F nó sẽ bằng là
mũ 2020, tức là cái số mũ đó mình cộng thêm mình chia cho 2020 và cộng thêm một cái hằng số C nữa, đúng không? Vậy thì cộng thêm hằng số C, cái này được không? Cái này được nè, cái này được nè, cái này được nè. Vậy thì còn câu B, B không phải nguyên hàm, cái này nó đạo hàm rồi. Cái câu 10 12 là một cái câu về Tổ hợp về phép đếm trong mặt phẳng cho tập hợp B gồm 10 điểm phân biệt, trong đó không có 3 điểm thẳng hàng, thì số tam giác nó chính là số tổ hợp chập 3, đúng không? Trong đây nó có 10 điểm, mà trong tập hợp B nó có 10 điểm nè. Mỗi tam giác là có nghĩa là mình chọn 3 điểm trong cái 10 điểm đó, thì số tam giác của nó chính là số tổ hợp chập 3 của 10. À, số tam giác nó chính là số tổ hợp chập 3 của 10. Câu 13 là nó có bao nhiêu đường tiệm cận đứng và ngang? tiệm cận đứng thì nó có một, tiệm cận ngang là một, nó là hai, tổng cộng là có 2 đường, không? Vậy 13D. Câu 14 là mình tìm bán kính nữa kìa, bán kính của mặt cầu. Đầu tiên mình tìm tâm, muốn tìm bán kính thì mình tìm tâm đó. Tâm nó thì mình lấy hệ số trước x này, Chia cho âm -2 ha, -8 mà chia -2 còn 4 mà. 10 mình chia -2 còn -5 này. Rồi -6 chia -2 còn 3. Vậy thì R nó sẽ bằng căn bậc 2 của cái này, bình phương lên là nhiêu? 16. Cổ này bình phương lên là 25. Cái này bình phương lên là 9. Không? 9 cộng 16 là 25. 25 cộng 25 là 50, cái này là 50 đó. Bây giờ mình sẽ trừ thêm cái hệ số D chỗ này nha. Trừ cho 49 này. Mà 50 trừ 49 là 1, căn 1 bằng 1, chữ R1. Rồi, câu 15 là điểm biểu diễn của số phức này. 1 cộng 3y. Điểm biểu diễn của nó là điểm có tọa độ là 1,3, thấy không? 1,3. X bằng 1, y bằng 3. Bây giờ mình nhìn lên cái đồ thị y chỗ nào x 1 y 3 đâu. Điểm M đúng không? điểm M của tọa độ là x1 y 3 nè. X bằng 1 y bằng 3 điểm M. Đáp án C 15C. Rồi. Thế câu 16 thì phương trình mũ thì nên giải ra thì nó tương đương là lấy logarit cơ số 2 hai giới thôi. Logarit cơ số 2 của 3. Đáp án A. Câu này đơn giản. Câu 17 thì Cái này là x mũ a mũ 4 phần 3, a mũ 4 phần 3 nhân cho a mũ 1 phần 2 bằng 4 phần 3 cộng 1 phần 2. 4 phần 3 cộng 1 phần 2, quy đồng mẫu lên là 6, 8 phần 6 cộng cho 3 phần 6, 11 phần 6 đó. A B chứ 17 B. Cái này nó bằng a mũ 11 phần 6. Bữa hôm thầy chỉ cái mẹo để bấm câu này là em cho a bằng 2, em bấm luôn viết cây số 2 của 2 mũ 4 phần 3 nhân căn bậc 2 của 2 ra được cái số mũ rồi. Hôm hôm thầy chỉ cái cách bấm rồi nhớ không? Giải thì thấy hầu như không có bạn nào sai câu 17 hết. Thôi khỏi sửa câu 17 đi, khỏi chỉ cách bấm máy đi. Câu 18 thì nó hỏi là thể tích của khối tứ diện. Mà có AB, AC, AD đôi một vuông dấu góc lại lần lượt có độ dài là bằng 2, 3, 4, thì thể tích của nó bằng 1/6 lần tích độ dài ba cái cạnh vuông này, ba cái cạnh đôi một vuông góc này của tứ diện này, AB nhân cho AC nhân AD ha. Thì công thức của nó là Thầy áp dụng cho tứ diện vuông thôi. 2 nhân 3 là 6, vậy cái này là bằng 4 không? Đáp án A. Rồi câu 19 thì nó kêu là tính thể tích của khối nón có chiều cao và bán kính đáy. Thể tích của khối nón là V bằng gì?
1 phần 3 pi r bình phương nhân cho h, mà r bằng a căn 3, bình phương lên là 3, 3a nhân cho 3a bình rồi nhân cho a nữa, thì cái này 3 đơn giản nhân cho mồng 3 là 1, còn pi a mũ 3 bằng b. 19D. Còn câu 20 thì mình bấm máy thôi. Câu 20 thì mình có thể giải tay, 20 là giải tay như thế này. Thì đầu tiên là mình tính f phải x nè. F phải x thì nó sẽ bằng e mũ 2x cộng 1 nhân cho 2x cộng 1 đạo hàm, đúng không? 2x cộng 1 đạo hàm là bằng 2. F phải 0. Thế vô. Thế x 0 vô thì cái này là 2e. Đây là đáp án C. Còn một cách nữa là mình có thể bấm máy. Bấm máy như thế này nha. Các em thấy máy tính có thể không? Máy tính trên màn hình nè. Xe màn hình đó, coi cái máy tính nha. Bấm máy thế này, bấm đạo hàm nè, đạo hàm. Bấm cái hàm vô e mũ 2x cộng 1. Bấm đạo hàm đây là 0. Bây giờ mình trừ cho cái kết quả ở dưới, không? Trừ cho kết quả ở dưới. Tôi trừ thẳng cái câu C luôn ha. Câu C luôn, tại vì tôi biết câu C đã đáp án rồi. Trừ nếu mà ra bằng không là đáp đúng ha. Ví dụ như em trừ cho em mũ 3 đi. Em thử câu A đi, em trừ ra nó không đúng nè, không bằng không là không đúng nè. Đó. Thì em bấm trừ lần lần hoài nào nó bằng không là được ha. Tiếp theo là cái câu số 21 thì tâm y phương trình mặt cầu tâm y và đi qua A. Tâm y và đi qua A là x trừ 1 tất cả bình, rồi y trừ 2 tất cả bình, y trừ 2 tất cả bình ha. Thì loại phương án này. Loại phương án này luôn. Rồi còn hai này. Bằng IA bình, bây giờ mình tính IA bình nha. IA bình đó chính là R bình đó. Thì bằng cái gì? Cái này trừ cái này bình phương lên, 1 trừ 1 bình phương lên là 0 khỏi tính nè. 2 trừ 1 là 1 bình phương lên là 1. Rồi 3 trừ 1 là 2 bình phương lên là 4, vậy cái này bằng 5. Thấy không? Vậy đáp án của mình là cái gì? 5 của A, 21A. Câu 22. Câu 22 thì nhắc lại là f phẩy này nó có bao nhiêu nghiệm? Cái này bằng 0, cái này bằng 0, cái này bằng 0. F phẩy bằng 0 thì hoặc cái này bằng 0, hoặc cái này bằng 0, hoặc cái này bằng 0. Vậy thì cái nghiệm đó là gì đây? X bằng 1, f phẩy x bằng 0 thì tương đương x bằng trừ 1. Trừ 1 đây là nghiệm kép nè. Nghiệm kép thì chỗ chỗ nghiệm kép này nó thì nó không phải cực trị. Rồi x bằng 2, cái này là nghiệm bội 3. Bội 3 và x bằng trừ trừ 3 phần 2 là nghiệm đơn. Đấy. Thì cái nghiệm số nghiệm bội 3 nó chỉ có hai bội lẻ nó chỉ có hai cái thôi. Hai cái này thôi. Vậy thì số điểm cực trị của nó số điểm cực trị của hàm số đã cho số điểm cực trị của hàm số đã cho là 2. Chưa? Alo, các em theo theo dõi kịp không? Thầy nói nghe rõ không? Nghe được thầy ơi. Được ha. Thầy Tấn nghe theo kịp không Tấn? Dạ kịp thầy ơi. Vậy được. Thầy hỏi cái nữa là khi mà nay thì xe cái máy tính ở trên cách bấm máy tính ở trên màn hình đó các em có theo dõi được không? Thưa
thì nãy thì xe cái máy tính lên đó, em thấy không? Thấy không? Theo dõi vậy Dạ đó. được thầy ơi. Được ha, rồi. Rồi, Dạ. cảm ơn các em. À, bây giờ thầy giải câu 23 ha. Câu 23. Câu 23 này thì mình bấm máy. Bấm máy cũng được nhưng mà thầy là biến mò cái cách bấm máy lắm. Bây giờ mình giải tay đi. Thì em thấy cái đẳng thức này nè. Thấy đẳng thức này nè. Thì nó sẽ là lower log của a mũ 3 đúng không? Cộng log của b bình phương bằng đẳng thức này nó tương đương này. Bây giờ tổng các log thì bằng log của tích đúng không? Log của tích thì log của a mũ 3 b bình phương. À, tổng các log rồi bằng log của tích. À, thì cái này nó chính là log của 10, log của 10 bằng 1 á, thì mình tương đương là a mũ 3 b bình phương bằng 10. Đấy, đáp án có sẵn luôn. B. À, còn còn cái câu câu 24 thì hôm trước thì thầy chỉ cái mẹo bấm máy nhá. Câu 24 là mình sẽ có z bằng gì? Bằng a ngang c trừ c ngang b chia cho a bình trừ b bình gì đó. Kiểu như thế này. Ở đây a là nhiêu? A là bằng 3 nè. B thì nó bằng là trừ 4 cộng 5 y không? Và c nó bằng là trừ 17 cộng 11 y. Rồi giờ mình bấm máy ha. Thì bấm máy thì đầu tiên mình chọn chế độ mode 2. Mode 2 số mình bấm liên hợp trước, số 2 liên hợp của A nè, nhân cho C thì trừ cho liên hợp của C, nhân cho b rồi chia cho modulus của a bình phương lên trừ modulus của b bình phương lên, rồi sau đó mình form a là bằng 3, c thì nó là lưu ý cái c trước ha, c là trừ 17 cộng 11 y. À, còn cái b thì nó bằng cái gì? B thì bằng trừ phải không ạ? 4 cộng 5 y. Z nó ra bằng cái gì? Thì Z bằng 2 cộng 3 y. Vậy thì A bằng 2, B bằng 3. Thì A nhân B bằng 6. Nhân B bằng 6. Là đoán C đúng không? Đoán C. Câu 24C đúng không? 24C. Câu 24C, câu 25. Trục OZ trong không gian là trục OZ thì vừa có vectơ chỉ phương của trục OZ đó là nó là vectơ K đó các bạn. Vectơ K là 0 0 1. 0 0 1. Và điểm đi qua của nó là điểm nào? Điểm đi qua của nó là điểm đi qua của nó là điểm 000 góc tọa độ cũng được hoặc là 001 cũng được ha, 001 ở bán D. Thì mình thấy chỗ này là vectơ chỉ phương nó đúng rồi nè, 001 nè. Chỗ này là 011 là sai nè, 010 là sai nè, đó. Vậy thì chỉ có câu D là vectơ chỉ phương nó mới là cái này thôi. À, câu 25 là đáp án D. Nhớ chưa? Rồi câu 26 thì nó hỏi là tập hợp tất cả số thực M để cái phương trình này có nghiệm. Thì lưu ý là phương trình này có nghiệm á, thì điều kiện là x lớn không không? Thì cái phương trình này, phương trình logarit thì em giải ra đó thì em lấy mũ là lấy hai mũ, hai mũ lên thì cái này là x, là x bằng hai mũ M. Hai mũ M này là luôn xác định.
vớ mọi là gì, m thuộc r. Cho nên là tập hợp tất cả các cái giá trị của m để phương trình này có nghiệm là m thuộc r. Thì bất kỳ m là số nào thuộc r nó cũng được. Ví dụ như m bằng không có nghiệm không? M bằng không rõ ràng là nghiệm x một. Mà m bằng trừ năm thì sao? Trừ năm thì x x nó bằng hai mũ trừ năm. Hai mũ trừ năm tức là một phần 32 đấy không? Đó. Thì nói chung là cái này là nó có nghiệm với mọi m ha. Vậy là câu 26 này, lưu ý câu 26 này là đáp án của mình là gì? Đáp án A. 26 A. R đấy. 16 A. Câu 27 thì nó kêu tính thể tích khối lăng trụ, tính thể tích V của khối lăng trụ khối đáy là lục giác đều cạnh A và chiều cao của khối lăng trụ là 4A. Bây giờ mình tính diện tích đáy, diện tích đáy thì em nhớ là cái lục giác đều cạnh A là nó làm sao, lục giác đều cạnh A là nó như thế này. Bây giờ mình chia lục giác đều được ra thì em thấy nó có mấy cái tam giác đều. Lục giác đều cạnh A này là 6 tam giác đều cạnh A. Thì S của nó sẽ bằng 6 nhân cho diện tích của một cái tam giác đều cạnh A là A bình phương căn 3 chia 4 như thế này. Thì nó sẽ bằng là 3 phần 2 A bình phương căn 3, đúng không? 6 phần 4 nó là bằng 2. Vì S đáy á, S đáy lăng mà như vậy thì thể tích lăng trụ thì bằng diện tích đáy nhân chiều cao, vậy thì thể tích nó bằng 3 phần 2 A bình phương căn 3 nhân chiều cao là 4A nữa. 4 mà chia 2 còn 2, 2 nhân 3 là 6, phải không? Thì là 6 căn 3 A mũ 3. 6 căn 3 A mũ 3 là đáp án B, đúng không? Câu 28 thì mình làm trực tiếp vô đây đúng không? Thì nguyên hàm của hai mũ 2018 x 2018. Nguyên hàm của hai mũ x thì nó bằng hai mũ x chia lớp 2 đúng không? Vậy thì đây là hai mũ 2018 x chia cho lớp 2. Rồi chia cho cái hệ số trước x này nữa, em chia cho hệ số trước x này nữa là nó ra là 2018 rồi. Rồi thế cận vô. Thế cận 20 vô. Rồi thế cận 2 vô thì nó là 2 mũ 2018 nhân 2. Tức là bằng 2 mũ 4036. Rồi chia cho gì? Chia cho cái mẫu nó vẫn là cái này, 2018 nhân lớp 2. Đó. Rồi thế cận 0 vô thì nó bằng chỗ này nó bằng 1 nè. Vậy thì này là trừ 1. Rồi chia cho 2018 lớp 2. Đáp án D không? 28D. Cái này mà bấm máy cũng được, mà bấm máy sợ nó lớn quá nó ra không ra kết quả. Số nghiệm của bắc phương trình này, bắc phương trình này là cái gì đây? Hãy giải giải đi. Câu 29 ha, 29 nè. Bắc phương trình này nó tương đương cái gì? Bắc phương trình này tương đương cái gì? Thì cái số mũ của nó, cái này là 2 mũ x bình cộng 3 x bé hơn bằng 2 mũ 4. Thì tương đương x bình cộng 3 x bé hơn 4. Rồi tương đương x bình cộng 3 x trừ 4 bé hơn bằng 0. Thì cái này là nếu mà dấu bằng á, thì nó có hai nghiệm là x bằng 1 với x bằng trừ 4 không? X 1 với x bằng trừ 4. Trừ 4 là 1 rồi. Trong trái là âm ngoài cùng là dương, nhỏ bằng không thì cái này nó sẽ tương đương x lớn hơn bằng trừ 4, nhỏ hơn bằng 1. Vậy thì số nghiệm nguyên của nó là gì? Là trừ 4 nè,
x bằng trừ 4, trừ 3, trừ 2, trừ 1, 0, 1, 2, 4, 6, 6 nghiệm nguyên không? C. Làm chính C. Được chưa? Được không ạ? Thì cái chỗ này em có thể bấm máy, chỗ này nè, chỗ này nè, từ đây nè, xuống đây mình có thể bấm giải bắt phương trình nha các em. Cái này thầy giải nhẩm á, thầy tức là thầy nhẩm nghiệm của này, nếu mà cho phương trình đó thì nó có nghiệm 1 với nghiệm -4. Shift nghiệm 1 với -4 như theo cái trục nè. Nghiệm nhỏ shift trước, nghiệm lớn shift sau. Thì cái tại tại chỗ này thì cái biểu thức này nó bằng 0 rồi các em, tức là nó nghiệm của cái phương trình tương ứng này. Đó, bây giờ mình xét dấu là hệ số trước x bình đó là nó a nó dương đúng không? Giữa khoảng là âm, trong trái ngoài cùng. Đó. Nhưng mà mình đang xét điều kiện của x để cho thằng này bé bằng 0, vậy thì x nó nằm trong khoảng này. Tức là nó từ -4 đến đến 1. À, x từ -4 đến 1. Mà lấy x nguyên nữa. X là số nguyên nữa thì x là -4 đến gì đây, số 1 luôn. Thì tổng số số nguyên của nó là bằng 6. À, mình có thể triển khai các cái nghiệm nguyên của nó ra này. Còn nếu mà nó nhiều quá mình không triển khai được thì em lấy số đầu trừ cho số cuối. À, xin lỗi, lấy số cuối trừ cho số đầu này. Em cộng 1. Ví dụ như đây. Lấy 1 nè, trừ cho -4 là 5, cộng 1 là 6. Số nguyện của nó là 6. Không. Tức là số nguyện của nó, số nguyện nguyên của nó. À, lấy là 1 trừ cho -4 cộng 1 vô là 6. À, câu tiếp theo là cái câu hình học không gian. Câu hình học không gian này thì ra đây. Câu này như mình có nhớ có giải rồi, không nhớ kết quả là gì. Đáy là hình vuông cạnh bằng 1. Đáy là hình vuông cạnh là 1. Tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy nè. À, tính khoảng cách D từ A đến mặt phẳng SCD. CD khoảng cách từ A bây giờ mình sẽ tính khoảng cách từ A đến SCD. SCD thì khoảng cách từ A mà đến SCD á, thì nó sẽ bằng khoảng cách từ điểm H này nè. Khoảng cách từ H là SCD. Ở đây H là mình lấy H là trung điểm của AB ha. H là trung điểm của AB. Thì suy ra là AH này, SH này, SH này là cái vuông góc với gì đây? AB. Tại vì SAB nhất đều mà. Suy ra SH này nó cũng vuông với một phẳng ABC CD luôn. SH. Thì trong không gian nếu mà có hai mặt phẳng vuông góc thì mặt mà trên một mặt phẳng nó chứa đường thẳng vuông góc giao tuyến thì nó vuông mặt phẳng kia thì nó có tính chất rồi. Vậy thì cái SH này nè là nó vuông với mặt đáy. Đó. Mà do cái AB nè, đường AB thì nó song song với CD đúng không? Do AB nè, nó song song với CD nên suy ra là AB này xin lỗi AH thôi, AH nó song song. Vậy thì AH này đó, AH này đó là nó cũng song song với một phẳng SCD. Cho nên là khoảng cách từ A nè đến một phẳng SCD bằng khoảng cách từ H đến SCD. Bây giờ mình sẽ tính khoảng cách từ H đến SCD ha. Bây giờ tính khoảng cách từ H đến SCD nè. Bây giờ mình sẽ lấy Y là trung điểm của CD đi. Lấy Y là trung điểm của CD. Lấy Y là trung điểm của CD. Y là trung điểm của CD thì suy ra là HI này nó
HI này nó vuông góc với CD. Đúng chưa? Em tính chất này, HI là vuông góc với CD, đúng chưa? HI là đường trung bình của cái này. Cái này hiển nhiên là khỏi giải thích đi. Này vuông góc với CD. Thì sau đó mình sẽ kẻ SI nè. Kẻ SI. Nên là mình lại kẻ cái HK, HK nó vuông góc với SI tại K. Kẻ HK này. Tôi kẻ đại khái là đây này. À, trong không gian này mình có thể lấy tùy ý cũng được. Ký hiệu vuông góc là được. Thì HK này nó vuông góc với SI đó em. HK vuông góc với SI. Mà em lưu ý là cái CD này nè, cái đường CD này nè, không, đó, nó vuông góc với HI nè, nó vuông góc với SH nè, cho nên là CD này chắc chắn là nó vuông góc với mặt phẳng SHI à. Mà CD vuông với SHI, mà HK nó nằm trong SHI, cho nên là CD nó cũng vuông với gì đây, HK, thấy không? Vậy thì HK này nó vừa vuông góc với CD, mà nó vừa vuông góc với SI. Vậy thì HK này nó vuông góc với SCD. Suy ra là HK này vuông góc với SCD. Đó. Như vậy thì suy ra là HK nó chính là khoảng cách từ H đến SCD nhé các em. Đó. Và bây giờ mình sẽ tính HK đây. Thì nó có một phần HK bình. Nó bằng một phần SH bình. Cộng cho một phần HI bình. Đó. Thì em lưu ý là cái tam giác cái hình vuông này cạnh là một. Vậy thì tam giác SAB này là cũng là cạnh bằng một. Vậy thì SH là bằng gì? SH là nó sẽ bằng đường cao của hình của tam giác đều cạnh là một. Vậy thì SH nó bằng một phần căn 3 chia 2. Căn 3 chia 2. HI là bằng 1, HI thì nó bằng cạnh hình vuông bằng 1. Vậy thì ở đây em lật ngược lại thì cái này là 3/4, 3/4 và bình nghịch đảo là cái này bình phương nên là 3/4 nè, nghịch đảo là 4/3. Cộng cho 1 tức là cộng cho 3/3. Cái này bằng 7/3. 7/3 vậy thì suy ra HK bình đó, HK bình nó bằng 3/7. Rồi từ đó suy ra HK. Suy ra HK. Căn 21 ha, lấy căn 3/7 đó, đó là căn 21. Căn của 3/7 này trục căn thức ở mẫu là bằng căn 31/7, căn 21/7. Vậy thì cái khoảng cách từ điểm A đến SCD là bằng căn 21/7, nó bằng C nha các em. C 30C. Thì cái câu hình học này đó thì nói chung là nó cũng không có khó gì và nó cũng không có giải lâu như thế này đâu, thầy cố gắng là đi chậm chậm cho các em dễ theo dõi thôi ha. Rồi em giải quen thì nó sẽ nhanh hơn. Cho nên đừng có phân vân đó. Mình sợ đó. Còn cái câu 31 này thì mình cho phần thực bằng phần thực, phần ảo bằng phần ảo ha. Phần thực đó, câu 31 này thì phần thực đó là x cộng y, x cộng 2y nhé, x cộng 2y bằng 7. Còn phần ảo ở đây là 2x trừ 2y bằng trừ 4. Thì ở đây mình có thể bấm máy được, đây thì dễ nhẩm là lấy trên cộng dưới là 3x. 3x bằng -11 gì. 3x rồi bằng 3 chứ. Lấy dưới trên cộng dưới thì nó mắc y anh em, đây cộng 2y là chuyện hay cộng lại. 3x bằng 3 gì x 1. X bằng 1 rồi thế vô đây thì 2y nó sẽ bằng 6 gì y bằng 3. Thành đáp án B, 31B. Rồi các em xem câu 32. Câu 32 ha. Thì bây giờ
mình có ba bó hoa. Bó thứ nhất là 8 bông hồng, bó thứ hai 7 bông ly, 7 hoa ly, bó thứ ba là 6 bông huệ. 8 7 6 cộng lại là 21 bông, đúng không? 21 bông, tổng cộng có 21 bông, mà bây giờ mình sẽ chọn 7 bông, chọn 7 bông, chọn 7 bông thì bây giờ đó là chọn 7 bông, 7 bông hoa từ 21 bông. Chọn 7 bông hoa từ từ 21 bông thì nó là sẽ có là C 721 cách. C 721 không? Tức là cái này là số phần tử của omega nè, số phần tử của không gian mẫu. Không? Sẵn đây thì thầy nhắc lại cái cách mà tính xác suất theo quan điểm cổ điển, đó là như thế này em. Giả sử như mình có một cái phép thử, một cái phép thử mà nó sẽ có cái tập hợp tất cả các kết quả có sự xảy ra. Có thể xảy ra của nó là omega, thì cái omega này nó gọi là không gian mẫu của phép thử nha. Thì nếu cái omega này nó có hữu hạn phần tử, có hữu hạn phần tử mà mỗi phần tử nó có cùng khả năng xuất hiện, có cùng khả năng xuất hiện, khả năng xuất hiện, không? Thì khi đó cái xác suất của một biến cố A nào đó nó sẽ bằng số phần tử của A chia cho số phần tử của omega. Thì cái này nó gọi là cái định nghĩa xác suất theo quan điểm cổ điển, tức là cái không gian mẫu của phép thử đó. Khi mình tiến hành phép thử thì nó chỉ xảy ra hữu hạn các cái kết quả thôi, và mỗi cái kết quả nó có cùng khả năng xuất hiện. Thì khi đó mà mình muốn tính xác suất của một biến cố A khi thực hiện phép thử này đó, thì lấy số phần tử của A chia số phần tử của omega. Thì cái này là lý thuyết của ta, không? Đó, bây giờ mình áp dụng vào đây. Bây giờ cái phép thử của mình là thế này, phải không? Mình lấy ngẫu nhiên 7 bông hoa. Lấy ngẫu nhiên 7 bông hoa trong số mà 21 bông hoa này, thì số phần tử của không gian mẫu nó là C721, C721 thế này. Số phần tử mình ký hiệu là N omega, không? Thế thì mình gọi A là biến cố càng tích xác suất đi. Tích xác suất tức là xác suất để là số hoa hồng bằng số hoa ly, số hoa hồng bằng số hoa ly đấy. Vậy thì NA mình sẽ tính như sao? Bây giờ mình tính NA, không? Mình xét các trường hợp sau đây. Thì nó có 7 bông hoa mà để số hoa hồng bằng số hoa ly thì nó có xảy ra trường hợp là một hồng, một ly, và còn lại là năm 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 bông huệ, là ra 7 bông, đúng không? Thì số cách chọn đó là sao? Bây giờ mình chọn một bông hồng này đó, là mình sẽ chọn trong 8 bông này nè. Vậy thì nó sẽ có C18 cách chọn, đúng không? Một bông ly này mình chọn trong 7 bông hoa ly này, nó có C17 cách chọn, và 7 năm bông huệ này mình chọn chọn trong 6 bông huệ này, thì lúc này nó sẽ có là C56 cách, đúng không? Trường hợp thứ hai là hai hồng, hai ly và ba hoại, thì cái số cách chọn hồng đó là C28, C27 là chọn hoa ly nè, và C35 36 là chọn hoa hồng. Trường hợp thứ ba là ba hồng, ba ly và một hoại. Nó chỉ có 3 trường hợp này thôi. Thì nó là C38 và C237 C16. Thì tổng số là NA nó sẽ là cái này. Tổng cái này sẽ tổng số. Không. Thế bây giờ mình sẽ tính xác suất, suy ra xác suất của biến cố A. Xác suất của A.
thì cái số này là bằng, cái số này nó bằng 8 luôn đấy, 8 nhân 7 nhân cho là 6, rồi cộng cái này bấm máy thôi, cái này bấm máy luôn nha, để các em quan sát thấy là bấm máy luôn. Chia sẻ cái máy tính lên cho các em thấy. Thì cái xác suất mà cần tính đầu tiên là 8C1 là bằng 8 rồi. Cái này thì nhớ kết quả là 7 rồi nhân 5C56 thì bằng 6 luôn đó. Còn cái kia thì mình phải bấm rồi đó. 8C2, 8C2 không nhớ rồi. Đúng là 8C2 rồi. Rồi nhân cho 7C2. Rồi nhân cho 6C3. Rồi tiếp tục cộng cho 8C3 nhân cho 7C3 nhân cho C16 tức là bằng 6 luôn rồi phải không? Hãy nhớ ý là 21C7. Bấm nha. 994. Đáp án là 994 phần 4. 4845. Xác suất là không khoảng 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 20%. Thấy không? Xác suất khoảng 0,2 đấy. Là đáp án A nè. Rồi cái câu tiếp theo, câu tiếp theo cũng là một cái câu hình học không gian, thầy vẽ hình nha, vẽ hình nha. Thì ở đây nó cho là hình chớp có đáy là hình chữ nhật. Thì tam giác SAB là tam giác đều và nằm trong một khoảng vuông góc dưới đáy. SAB là tam giác đều và nằm trong một khoảng vuông góc dưới đáy. SAB CD. Thì bây giờ mình gọi gọi H là trung điểm của AB thì suy ra SH, là nó vuông góc với ABCD không, mà SH vuông góc ABCD thì suy ra là SH này nó cũng vuông với CD, SH nó vuông với CD. Vuông 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 với AD chứ, SH là vuông với AD, cái này là CD. SH là vuông với AD ha. Đấy, điều thứ nhất. Bây giờ SH là SH vuông với AD. Mà mình có là cái AD này á, là nó vuông với AB. AD vuông AB là do hình, lý do là ABCD là hình chữ nhật các em, hình chữ nhật đó, thì mình từ cái một hai này mình sẽ suy ra được là AD nó sẽ vuông với mặt phẳng là SAH, nó sẽ là SAB đó. Mà trong không gian đó thì cái AD đó là nó nằm ở trong mặt phẳng SAD đó. Nên suy ra là mặt phẳng SAD này nó vuông với mặt phẳng SAB. Mà hai mặt phẳng vuông góc thì góc của nó bằng 90 độ chứ không có gì. Thì thầy nhắc lại cái kiến thức của mình đó, là về cái thằng này đó là cái gì? Trong không gian mà nếu như mình có hai cái mặt phẳng không? Nếu như trên cái mặt phẳng này nó có một cái đường thẳng vuông với mặt phẳng kia thì hai mặt phẳng vuông góc. Nhắc lại ha, trên không gian, trong không gian á,
nếu như trên mặt phẳng này nó có một cái đường thẳng mà nó vuông với mặt phẳng kia thì hai mặt phẳng vuông góc. Đó. Chẳng hạn như trên đây mình có mặt phẳng SAD nè, nó có cái đường thẳng AD nó vuông với mặt phẳng SAB, cho nên là mặt phẳng SAD nó vuông với gì đây, SAB. Đó là câu 34. Em xin lỗi, câu 33. Bây giờ mình làm câu 34 nè, câu 34. 34 thì đầu tiên đó là em tính đạo hàm nha. Tính đạo hàm ra coi. Trừ 3x bình phương cộng 3. Bây giờ cho y phẩy bằng 0. Này, tương đương là x bằng 1 phải không? X 1 với x bằng trừ 1. Chỗ này mình loại. Chỗ này nhận. Vì mình lập bảng giá trị ra. Chỗ này là trên đoạn 02 thì 0, 1, 2. Rồi mình tính ép ra. Tính ép ra. Tính ép thì mình tính bằng máy. Bằng máy thì từ x mũ 3 rồi cộng 3x cộng 1 con 0 chứ mà 0 thì nó ra bằng 1, chứ 0 thì ra 1 rồi con 1 thì ra bằng 3, rồi tiếp tục là con 2 ra 1. Thì cái này nó chính là mắc nè, cái này là mắc, chỗ này là min. À. Vậy thì hai thằng này cộng lại thì bằng 3 trừ 1 bằng 2. À. Thì đáp án cái này bằng 2. Tổng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất bằng 2. Câu 35. Câu 35 thì hai cái thằng này nó cách nhau tại hai điểm phân biệt, thì đầu tiên mình lập cái phương trình hoành độ vô điểm. Phương trình hoành độ vô điểm thì nó là tương đương nha, nhân này lên đây tương đương xuống. Cái này nhân vô đây là 3x bình, cái này nhân vô đây là trừ 3x, cái này nhân vô đây là cộng x, cái này nhân đây là trừ 1. Cái này chuyển vô 3x bình mà trừ cho 2x bình thì còn x bình không? Đây là trừ 2x, chuyển qua đây là cộng 2x. 2x cộng cộng 3x trừ 3x bằng 0x. Cái này trừ 4, trừ 4 bằng 0. Mình chuyển từ với phải với trái sang với phải thì nó ra được phương trình này, thì nó ra được hai nghiệm là x bằng 2 và x bằng trừ 2. Mà nếu x bằng 2 á, thì mình thế vô chỗ cái phương trình này nè các em. Mình suy ra y bằng mấy? Y bằng 7. Rồi chỗ này suy ra y bằng mấy? X bằng trừ 2, trừ 2 nhân 3 là trừ 6, trừ 6 còn 1 là trừ 5. Vậy thì tọa độ điểm A là 27. Điểm B là trừ 2, trừ 5. Vậy độ dài của thẳng AB là bằng gì? Căn bậc 2. Căn bậc 2 của gì đây? Lấy này trừ này. Lấy 2 trừ 2 trừ cho 2 là trừ 4, trừ 4 bình phương lên 16. Cái này là trừ 5 là trừ 7 là trừ 12, trừ 12 bình phương lên là 144. 144 không? 144 là căn bậc 2 của 160. 160 rút 16 ra khỏi dấu căn thì được 4, 4 căn 10. Có 2.
Câu C. 35C. À, tới câu 36 thì 36. Câu 36. Thì bây giờ A là điểm biểu diễn của số phức này, vậy thì tọa độ điểm A là gì? Tọa độ điểm A là 1, âm 2. Tọa độ điểm B là 3, âm 1. Và tọa độ điểm C, tọa độ điểm C là 1, 2. Mình lập với tờ AB. Mình lập với tờ AB thì cái này là 2, 2, 1. Thì mình đặt cái điểm D là XY đi, XY đi. Thì suy ra với tờ DC là bao nhiêu? DC là X trừ 1. DC là 1 trừ X, 1 trừ X và 2 trừ Y. Thì theo đề bài á, thì nó nói là AB, ABCD là hình bình hành, là hình bình hành. Hình bình hành thì mình sẽ suy ra được đó là vectơ AB này bằng vectơ DC, không? Em vẽ ra hình nè, ABCD thì vectơ DC bằng vectơ AB, vectơ AB bằng vectơ DC chứ không phải bằng CD. Em làm CD là sai, được chưa? Thì bây giờ em cho hai vectơ này bằng nhau thì nó tương đương gì? 1 trừ x, 1 trừ x thì bằng 2, và 2 trừ y thì nó bằng 1. Thì giải ra này mình tìm được x bằng nhiêu? X bằng âm 1 và y bằng nhiêu? Y bằng 1. À, vậy thì tọa độ điểm D là D, tọa độ điểm D là âm 1, 1. Vậy thì suy ra là cái z nó sẽ bằng cái gì? Trừ 1 cộng y. À, là trừ 1 cộng y là đó C. Tiếp theo là mình nói về câu 37. Câu 37 thì để coi coi nó hỏi nghịch biến trên khoảng nào, không? Đầu tiên tính đạo hàm ra đi. Bây giờ nếu mình cho đạo hàm bằng 0 thì giải ra luôn là x bằng 0 với x bằng âm 2, đúng không? X bằng âm 2, bảng biến thiên. Thì em thấy là đạo hàm nó là hàm bậc 2 hệ số A dương trong trái ngoài cùng. Lên xuống lên, và nó hỏi nghịch biến trên khoảng nào thì mình trả lời là nghịch biến trên khoảng trừ 20. Câu 37. Các em có hỏi cái gì không? Có trao đổi gì cái gì thêm không? Trao đổi gì thêm thì mình trao đổi với thầy trực tiếp với thầy được ý kiến này kia đó, không? Thì bài làm này thì có như có một vài bạn là được 86 điểm đó, tôi chấm một chiều là có vài bạn được 86, làm được 43 câu luôn, có người làm được 43 câu luôn ở cái đề này, không? Cố gắng phấn đấu lên các bạn, cố gắng phấn đấu lên làm sao được 9 điểm đi, gắng phấn đấu tới điểm 9 nhìn này ha. Còn bạn nào mà làm đúng trên dưới 30 câu gắng phấn đấu lên, gắng phấn đấu làm sao để được
30 câu, 35 câu đi, gắng làm sao mục tiêu, mình đặt mục tiêu từ từ. Thì các em lưu ý là khi mà thầy yêu cầu các em giải giải đề đó thì em giải nghiêm túc, rồi em gỡ đáp án cho thầy đi, để thầy biết em sai chỗ nào thì mình sửa lần lần lên, cái mình rút kinh nghiệm nha, không chứ là em nhiều khi em biết em sai chỗ đó mà thầy không có nhấn mạnh em không có nhớ, đúng không? Nên là thầy khuyên là thôi gắng tranh thủ gỡ đáp án cho thầy trong trong thời gian này, thầy cũng hơi rảnh chút, không thầy xăm sâu cho. Họ nguyên hàm của hàm này là cái gì các em? Câu 38 nè, nguyên hàm của hàm này một chia cho cái hàm bậc nhất này thường là nó ra log nơi be, không là log nơi be giá trị tuyệt đối của cái thằng này, và chia cho hệ số trước x nữa nghe, chia hệ số trước x tức là 1/2 log nơi be của 2x trừ 1. Câu C đó. Xin lỗi, câu A chứ, câu A đáp án A. Câu 39 thì cái câu 39 này hôm trước là những cái đề mình có giải ra một lần rồi, nhưng mà hôm tôi giải nó hơi nhanh, thì bây giờ em lưu ý nè, cái hàm số bậc hai này là đồ thị nó là B, tức là parabol đó. mình xét các điểm AB thuộc điểm B sao cho tiếp tiến là AB vuông góc với nhau, không? Bây giờ mình giả sử cái đường thẳng AB đó, đường thẳng AB mình giả sử nó có phương trình là y bằng ax cộng b, Y bằng AX cộng B. vậy thì do cái phương trình hoành độ giao điểm giữa cái b, cái đồ thị b này nè, và cái đường thẳng AB này là lúc nào nó cũng có hai nghiệm x một x hai, không? Đó. Thì phương trình hoành độ giao điểm đó là gì? Giữa cái B và AB đó là phương trình 1/2 x bình phương bằng AX cộng B. Okay. Và cái này thì nó sẽ tương đương là trừ 1/2 AX bình cộng AX cộng B bằng 0. Thì theo đề bài đó thì cái phương trình này lúc nào nó cũng có, phương trình này nó luôn có hai nghiệm phân biệt x một x hai, nên suy ra là cái vế trái của phương trình mình có thể phân tích thành nhân tử là trừ 1/2 x bình phương cộng ax cộng b nó bằng trừ 1/2 x trừ x một x trừ x hai. Thì cái này là nó là một cái lý thuyết, lý thuyết bài tập của cái chương trình lớp 10 với lớp 9 đó em. Tức là nó có một cái lý thuyết như thế này, nó có một cái kết quả như thế này, các em nhớ nè. Nếu cái phương trình bậc 2 a bình phương cộng bx cộng c bằng 0, nó có hai nghiệm x1 x2, thì cái ax bình phương này cộng bx cộng c nó sẽ được phân tích thành nhân tử là a nhân x trừ x1 nhân x trừ x2. Cái này là lý thuyết, là các em lưu ý là cái chỗ này cho thầy ha. Đó. Thì mình áp dụng vô đây thì cái phương trình này đó là nó có hai nghiệm x một x hai nè, thì cái vế trái của phương trình này luôn phân tích được thành nhân tử như thế này. Đó. Đấy, thì bây giờ thầy vẽ cái hình ra cho em hình dung được cái parabol như thế này, cái đường thẳng AB là như thế này. Đó. Đây là điểm A, đây là điểm B nè. Thì cái chỗ này chiếu xuống là x hai, cái này chiếu xuống là x một. Như vậy thì cái diện tích hình phẳng này, nó giới hạn này, nó diện tích nó bằng s bằng nhiêu? 9/4, đúng chưa? 9/4. Nhưng mà cái s này nếu mà mình tính thì x một x hai thì nó có là gì? Thì s này nó bằng tích phân từ x một đến x hai của gì?
cái đường này là cái đường đường thẳng y bằng ax cộng b này em, y bằng ax cộng b này, còn cái đường này là đường parabol, thấy không? Tức là ax cộng b trừ cho 1 phần 2 x bình dx, đúng chưa? Đó. Và cái này thì mình sẽ cho nó bằng 9 phần 4 để mình tìm mối liên hệ với x phổi 2, đúng chưa? À, bây giờ theo cái tính chất ở trên đây mình thấy là cái thằng này nè được phân tích thành nhân tử như thế này, phải không? Thì cái tích phân này nó bằng cái gì? Trừ 1 phần 2. Bây giờ tôi sẽ tính tích phân này. Bây giờ các em theo dõi tính tích phân này ha. Tôi đem trừ 1 phần 2 ở ngoài. X1, x2. Cái chỗ này tôi để x trừ x1 tôi vậy giữ nguyên. Lưu ý x1 là hằng số, còn x là biến nha. X là biến. Còn cái chỗ này á, thì tôi x trừ x2 á, thì tôi mượn x1 vô. Đi x trừ x1. Rồi cộng x1 trừ x2 như thế này thì bây giờ tôi mới nhân phân phối vô, tôi chưa tính tích phân liền mà tôi nhân phân phối vô, trừ 1 2 đi giữ nguyên đây, nhân phân phối vô thì tôi được là x1 trừ x2 bình phương đúng không? Rồi cộng cho x1 trừ x2, tất cả nhân cho x1 trừ x2. Không, cái này ít thôi, ít trừ ít hai, ít trừ ít một, ít trừ ít một chứ, ít trừ ít một mà nhân cho ít một trừ ít hai, đem cái hằng số ra trước nè, à, nhân ít trừ ít hai. Em lưu ý là cái ít hai này, ít một là hằng số mà, cái này là ít, ít chứ không phải ít một, ít trừ ít một rồi nhân cho ít trừ ít một hai lần, hai cái số này nhân với nhau là ít trừ ít một bình phương đúng không? Rồi x trừ x1 và nhân cho x1 trừ x2 tức là bằng x2 trừ x1 trừ x2 nhân cho x trừ x1, đây x trừ x1. Rồi, nó ngoặc lại. Dx. Bây giờ cái tích phân này mình tính sao đây? À, tích phân này trừ 1 phần 2 tôi giữ nguyên này. Tích phân này thì nó sẽ là x trừ cho x1 tất cả mũ 3 chia 3 đúng không? À, còn cái tích phân này thì cái này là hằng số, à x1 chia 2 hằng số, còn chỗ này là x trừ cho x1 mà nguyên hàm nó thì nó ra x trừ x1 tất cả mũ 2 chia 2 đúng không? Nó ngoặc lại thế cận vô. Thế khi mà mình thế x2 vô đó, x2 vô thì nó sẽ ra cái gì? Thì này nó ra x2 này, trừ x1 tất cả mũ 3 này, chia 3 nè. Còn này mình thế x2 vô thì nó là x1 trừ x2. Nên là x2 trừ x1 mũ 2 chia 2. Đúng chưa? Còn thế cận x1 vô thì x1 trừ x1 bằng 0, chỗ này bằng 0 rồi nè. Thế x1 vô đây thì x1 trừ x1 bằng 0 luôn. Vậy thì cái tích phân này nó còn cái này thôi. Đúng không? Còn cái này thôi mà em lưu ý nè. Cái này thì nó chính là trừ 1 phần 3. À, chỗ này nó chính là trừ 1 phần 3 của là x1 trừ x2 tất cả mũ 3 đúng không? Còn cái này thì sao? Cái này nó chính là x2 trừ x1 bình phương thì nó cũng bằng x1 trừ x2 bình phương thôi đúng không? Mà x1 trừ x2 bình phương nhân cho x1 trừ x2 nữa thì nó ra này là x2 nha. X1 trừ x2 bình phương nhân cho x1 trừ x2 thì nó ra là x1 trừ x2 tất cả mũ 3 chia 2. Đúng chưa? Thế em thấy cái này là 1 phần 2 trừ cho 1 phần 3 đúng không? 1 phần 2 trừ 1 phần 3 ra nhiêu em? Cái này là 1 phần 2 của 1 phần 2 lần của x1 trừ x2 mũ 3 trừ cho 1 phần 3 lần của x1 trừ x2 tất cả mũ 3. Vậy thì nó ra là 1 phần 2 trừ 1 phần 3 của x1 trừ x2 tất cả mũ 3. Vậy nó ra là 1 phần 6 không? 1 phần 6 mà em nhân em trừ trừ 1 phần 2 đây nữa là trừ 1 phần 12 của là x1 trừ x2 tất cả mũ 3. Mà theo đề bài đó thì
cái tích phân này nè, cái tích phân này nè, tích phân này nó bằng 9 phần tư, 9 phần tư, à, cái này nó bằng 9 phần tư, 9 phần tư. Vậy thì tôi giải ra thì tôi nhân 2 dế cho trừ 12, à, trừ 12 mà chia cho 4 thì còn trừ 3, trừ 3 nhân 9 là trừ 27, thì tôi suy ra được là x1 trừ x2 tất cả mũ 3 bằng trừ 27, thì suy ra x1 trừ x2 nó bằng 23. 23 tức là tương đương là x2 trừ x1 có ra gì? Bằng 3. Mình được cái mối liên hệ giữa x2 x1. Thế bây giờ mình lưu ý là thêm cái điều kiện của đề bài đó là hệ số gốc tiếp tiến tại A và B này nó vuông góc với nhau nè. Thấy không? Do tiếp tuyến tại A B là vuông góc nhau. Nên suy ra là f'(x1) nhân cho f'(x2) là nó bằng -1. Thấy không? Nhưng mà f'(x) thì bằng nhiêu? f(x) thì bằng -1 bằng 1/2 x bình phương. F(x) này nè. F(x) là bằng 1/2 x bình phương đúng không? Vậy thì f'(x) nó bằng nhiêu? Bằng x. Vậy thì suy ra là f'(x1) là nó bằng x1 và f'(x2) thì nó bằng x2 luôn. Vậy thì f'(x1) mà nhân cho f'(x2) bằng -1 tương đương là x1 nhân x2 bằng -1. Đó. Bây giờ mình sẽ có là mình sẽ có là cái gì? Vậy thì mình đảo lại mình sẽ có là cái gì? Ta có là x1 nè nhân x2 bằng -1. Đúng chưa? Hay tương đương là -x1 nhân cho x2 bằng 1. Và ta lại có là -x2 trừ x1 bằng 3. Cái này có nghĩa là x2 cộng cho -x1 bằng 3. Vậy thì -x1 này với là số đối của x1 với x2 là hai nghiệm của suy ra là x2 và số đối của x1 là hai nghiệm của phương trình nào? Hai nghiệm của phương trình nào? Là nó có tổng nè, tổng bằng 3 và tích bằng mấy? Tích bằng 1. Là x bình phương trừ 3x cộng 1 bằng 0. Mày bấm máy ra được không? Mày bấm máy ra. Ốt 9 22 bấm máy là 1 3 thì cái này nó ra là x1 là x1 -x1 nó ra số âm nhỉ. X bằng -3 cộng trừ căn 5 chia 2 x bằng đúng không? Để tôi coi lại coi cái đề, coi cái đề là lưu ý hai cái điều kiện này cho thầy đi, nếu có cần tìm x mẫu x2 ra, cái này khỏi tìm x mẫu x2 cũng được, khỏi tìm x mẫu x2 đi nha. Mở chuyện mẫu thai nha. Mình dùng hệ thức VS luôn. Dùng hệ thức VS luôn. Ở đây nó kêu tính giá trị của thằng này nè. Em lưu ý nè. Lưu ý là x1 nhân x2 bằng -1 và x1 trừ x2 bằng -3. Thấy không? Thì bây giờ mình sẽ có là x1 cộng x2 bình phương nó ra gì?
một cộng với 2 bình phương. X1 cộng với 2 bình phương thì nó bằng x1 bình phương cộng cho 2 lần x1 x2 cộng cho x2 bình, đúng không? Bằng cái gì? X1 bình trừ 2 lần x1 x2 cộng x2 bình cộng 4 lần x1 x2, đúng không? Đó, mình áp dụng hệ thức QS đi. Thì lúc này nó ra gì? X1 trừ x2 tất cả bình cộng 4 lần x1 x2. Nhưng mà cái thằng này bằng 3 trừ 3 trừ 3 bình phương đây là 9 nè. Còn cái này là trừ 1. Vậy thì ra 5. Đáp án của mình là bằng 5. Tổng này bằng 5. Như mình khỏi cần tìm x1 x2 ra luôn á. Khỏi cần tìm x1 x2 ra luôn. Rồi đó là câu 39. Tiếp theo là mình nói câu 40. Câu 40. Ủa ai mới ra ngoài? Ông Quý hả? Ông Quý. Cho điểm này và đường thẳng này, hai đường thẳng không? Viết phương trình đường thẳng qua A vuông góc với D1 và cắt D2. Thẳng qua A vuông góc với D1 và cắt D2. Thì tôi giải cẩn thận lại cái câu số 40 này. Câu 40 này là đáp án A đó. Thì đường thẳng đi qua A. Qua A 211. Đó, sau đây là 210. Qua điểm A. Vector chỉ phương nó thì nó khác nhau nên phải tìm qua điểm A vuông góc với D1 và cắt D2. Bây giờ mình sẽ gọi qua A và vuông góc với D1 thì phương trình mặt phẳng B lúc này nó sẽ là cái gì? Vector phát tuyến của cái thằng D1 đó là 1 0 trừ 1, 1 này, x trừ 2 cộng 0 y trừ 1 trừ 1 z trừ 1 bằng 0. Này bỏ rồi ha, này tương đương là x trừ z, này nhân vô đây là trừ 1 trừ 2 trừ 2 cộng 1 là trừ 1. Cái này là phương trình mặt phẳng B. Phương trình mặt phẳng B bây giờ nó cắt D2. Bây giờ mình sẽ tìm điểm B là giao của cái thằng mặt phẳng B này với cái gì? Với thằng D2. Thì suy ra là 3 cộng 2 T phẩy rồi trừ 3 à, không có y, không có y khỏi thế vô, không có z thì thế vô luôn. Z bằng 0 rồi, thế vô đây bằng 0 rồi. Rồi trừ 1 bằng 0. Rồi tương đương là cái gì? 3 trừ 1 còn 2 T phẩy bằng trừ 1. T phẩy bằng trừ 1 thì suy ra tọa độ điểm B ra nhiêu? Thế như đây T phẩy bằng trừ 1. Rồi 1 T phẩy bằng trừ 1 là 2, 0. Vậy thì vector AB, vector AB là cái gì? Điểm A là 211 phải không? Điểm A là 211, vậy vector AB là -1. Này 1 -1. Thì suy ra vector chỉ phương U là nó cùng phương với cái này. Đổi dấu thì 1 -1 1. Không? Và điểm đi qua mình có thể lấy điểm B hoặc là điểm A này được. Thì ở đây là lấy điểm B nữa các em. Vector chỉ phương là vector chỉ phương là 1 -1 1 phải không? 1 là -1 1 nè. Và điểm đi qua là 1 2 0 1 2 0.
Câu 44 này thì thầy có quay lại một cái video để trên YouTube rồi, nó thầy share cho các em cái câu 41 này ha. Câu 41 này có hình vẽ minh họa hẳn hoi luôn, rất đẹp luôn. Là đáp án D 41 này, bữa hổm mình cố giải cái đề này hết lần. Các em xem câu 42 ha. Câu 42 á thì em quan sát thấy cái hàm hàm S này nè, với lại đạo hàm của nó cộng lại hoặc là trừ lại mà nó ra một cái hàm này gọi là đa thức bậc hai. Như vậy thì bậc cao nhất của F là đa thức bậc hai, đúng không? Vậy thì từ cái điều kiện á, từ từ cái điều kiện đã cho thì suy ra F là đa thức bậc hai. Thì đa thức bậc hai tức là f(x) nó sẽ có dạng gì? Ax bình phương cộng bx cộng c. Đúng chưa? Như vậy thì suy ra là 4 lần f(x) nó là bằng cái gì? 4 lần f(x). Thì bằng 4ax bình 4bx cộng 4 cũng c. Và cái f phẩy x thì bằng cái gì? Là 2ax cộng b. Thì suy ra là f phẩy x bình phương. Cái này bình phương lên là nhiêu? 4a bình x bình rồi cộng cho 4 4abx rồi cộng b bình. Vậy thì ở đây mình sẽ có là gì? 4f trừ cho f phẩy x mà bình phương lên đó, thì lấy cái này trừ cái này, với em lấy này trừ cái này nè, thì mình sẽ được là 4 a trừ cho 4 a bình tất cả nhân x bình. Còn hệ số trước x là nó là gì? 4b trừ cho 4 ab tất cả nhân x, rồi cộng cho 4c trừ b bình. Mà theo đề bài ấy, thì nó bằng cái gì? Nó bằng với phải bên đây nè, Bằng x bình cộng 2x. Vậy thì từ từ cái cân bằng này đó là mình sẽ suy ra được là cái gì? Cái hệ số trước x này bằng hệ số trước x này, tức là 4a bình trừ 4a trừ a bình, 4a bình bằng 1. 4b trừ 4ab bằng 2, và 4c trừ b bình bằng 0. Ồ, cái này làm sao mà giải ra đây ta? Rồi, giải ra căng à. Cái đẳng thức thứ nhất này là phương trình bậc 2 theo a, các em. Phương trình bậc 2 theo a tức là 4a bình trừ 4a cộng 1 bằng 0. Còn cái này mình đem b trừ 4ab bằng 2. Phương trình dưới này dạ giữ nguyên đi. Phương trình ở trên đây tức là 2a, cái này nó tương đương là 2a trừ 1 bình phương bằng 0 nè. Bằng 0. Vậy thì a 1 phần 2. A 1 phần 2. A 1 phần 2 mình thế vô đây. Thế vô đây thì nó ra được nhiêu? 4b trừ 2b, còn 2b bằng 2 vậy b bằng 1. Và có b bằng 1 rồi thế xuống xuống đây thì được c bằng 1/4. C 1/4. Vậy thì suy ra cái fx nó bằng cái gì? Fx là bằng 1 phần 2 x bình phương cộng x cộng 1 phần 4. Được chưa? Đấy, thì cái fx này thế này. Đấy, vậy thì ở đây mình sẽ tính tích phân này. Bằng tích phân từ 0 đến 1. 1 phần 2 x bình phương cộng x cộng 1 phần 4 dx.
Cái này phải bấm máy luôn. Bấm máy tích phân. Tích phân của 1 phần 2 x. Từ 0 đến 1. 11 phần 12 em. 11 phần 12 là vấn đề. Cho thầy giải tới đây thôi nha. 42 câu rồi. Để tới đây thôi, còn có thắc mắc gì nữa thì sẽ gửi thêm tám câu còn lại giải riêng, ai yêu cầu thì giải ha. Yêu cầu giải thêm câu nào thì giải sao ha. Rồi thôi, buổi học tới đây tạm dừng thôi nha.